Chào cha Phong Phú, kính chào quý ông bà và anh chị em. Thánh lễ hôm nay chúng ta dâng cầu nguyện đặc biệt cho các linh hồn sau đây. Linh hồn Jacobe Lâm Quang Phải mới qua đời hôm qua. Linh hồn Maria Lê Thị Cân, dỗ 3 năm. Linh hồn Damien và Andre, lễ dỗ. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Nguyện xin ơn sống của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Hôm nay cùng toàn thể giáo hội chúng ta mừng kính hai thánh từ đạo Cornelius là thánh giáo hoàng và Cyprian là thánh giám mục. Hai ngài sống chung một thời đại, và thánh Colossus chỉ vì có 2 năm làm giáo hoàng, còn Cyprian là người sống bên Phi Châu và là một người đồng hành luôn luôn ủng hộ thánh Colossus, và hai ngài đã tự đạo. Trong thánh lễ hôm nay, những giọt máu đào của các ngài đổ ra, chúng ta cũng nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta, nuôi dưỡng đức tin chúng ta, để chúng ta cũng lớn lên vượt qua mọi khó khăn, và chúng ta luôn luôn cầu nguyện đặc biệt cho giáo hội, đó vì các thánh tự đạo cho giáo hội, vì các ngài đã sống trong một thời gian bất hại quá khốc liệt mà các ngài đã bị tự đạo. Nên với tâm tình đó, chúng ta bước vào thánh lễ, xin ngài hai ngài cầu nguyện cùng Chúa cho chúng ta luôn luôn vững mạnh trong đức tin, trong đời sống hiện tại của chúng ta, để chúng ta làm chứng tá đức tin cho Chúa Kitô và cho giáo hội trong thế giới ngày hôm nay. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria chọn đời đồng chinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi chưa tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho dân Chúa hai vị mục tử nhiệt thành và cũng là chính nhân bất khuất là thánh Cornelio và thánh Cipriano. Xin nhận lời hai thánh chuyển cầu cho chúng con can trường giữ vững đức tin và không ngừng hoạt động cho giáo hội được hợp nhất. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, nếu chúng tôi rao giảng rằng Đức Kitô từ cõi chết sống lại, làm sao trong anh em lại có người dám nói không có vấn đề kẻ chết sống lại? Nếu kẻ chết không sống lại thì Đức Kitô cũng đã không sống lại. Mà nếu Đức Kitô đã không sống lại thì lời giảng của chúng tôi sẽ nên trống rỗng, và đức tin của anh em cũng ra trống rỗng. Vì chưng nếu kẻ chết không sống lại thì chúng tôi bị coi là những chứng nhân giả dối về Thiên Chúa. Vì lẽ chúng tôi đã làm chứng nghịch với Thiên Chúa rằng Chúa đã phục sinh Đức Kitô. Khi mà Chúa đã không làm cho người sống lại, bởi chưng nếu những kẻ chết không sống lại thì Đức Kitô cũng đã không sống lại. Và nếu Đức Kitô đã không sống lại thì đức tin của anh em cũng vô giá trị, vì anh em vẫn còn ở trong tội lỗi. Vậy ngay cả những người đã an giấc trong Đức Kitô cũng hư vong. Nếu chúng ta chỉ hy vọng vào Đức Kitô trong đời sống hiện tại mà thôi thì chúng ta là những người đáng thương hại nhất. Nhưng kỳ thực Đức Kitô đã sống lại, Người là đầu mùa những người đã an giấc ngàn thu. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Kính mời cộng đoàn cùng đọc câu đáp. Lạy Chúa, khi thức giấc con nó thoá nhìn chân dung Chúa. Lạy Chúa, xin nghe điều chính nghĩa của con, xin để ý đến lời con kêu cứu, lắng tai nghe tiếng con thốt ra từ cặp môi chân thành. Lạy Chúa, khi thức giấc con nó thoá nhìn chân dung Chúa. Con kêu van Ngài bởi Ngài nhậm lời con. Lạy Chúa, xin ghé tai về bên con, xin nghe rõ tiếng con, xin tỏ ra đức từ bi lạ lùng của Chúa, là đấng giải thoát khỏi bọn đối phương, những ai tìm nương tựa tay hữu của Ngài. Xin che chở con trong bóng cánh tay Ngài, phần con nhờ công chính sẽ được thấy thiên nhan. Khi thức giấc con nó thoa nhìn thấy chân dung Chúa. Lạy Chúa, khi thức giấc con nó thoa nhìn chân dung Chúa. Kính mời cộng đoàn cùng đứng. Alleluia. Alleluia. Lạy Chúa, xin nghiêng lòng con theo lời Chúa dặn bảo, và xin dòng tay ban luật pháp của Chúa cho con. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa rảo qua các thành thị và xóm làng, giảng dạy và loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Có nhóm 12 cùng đi với Người, cũng có cả mấy người phụ nữ đã được chữa khỏi tà thần và bệnh tật, là bà Maria, cũng gọi là Madalena, người đã được trừ khỏi 7 quỷ ám, bà Joanna, vợ của Chuza, viên quản lý của Herode, và bà Suana và nhiều bà khác. Những bà này đã lấy của cải mình mà giúp Người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em, việc loan báo và phục vụ tin mừng là nhiệm vụ cũng là niềm hãnh diện của tất cả mọi người, chứ không cá biệt cho một thành phần nào, dù đó là người nam hay người nữ, dù già hay yếu, còn trẻ hay khỏe mạnh. Dù ở xã hội nào thì mọi người đều có quyền và có bổn phận phục vụ tin mừng. Chính vì lẽ ấy mà ngay từ thời Chúa Giêsu, thời mà vai trò người nữ được coi là rất kém và ít được nhắc đến, thì tin mừng đã nhắc đến những người trong hành trình sứ vụ công khai của Chúa Giêsu. Tin mừng hôm nay nói cùng đi theo Chúa Giêsu có nhóm 12 và mấy người phụ nữ. Việc người phụ nữ đi theo người đàn ông nào đó rong ruổi khắp nơi ở thời nào cũng là vấn đề, sẽ bị nhiều người dị nghị, cũng tạo ra những âu lo, những mối nguy hiểm nào đó. Điều này chắc chắn Chúa Giêsu biết và hiểu rất rõ. Ngài cũng biết là không thiếu những người đàn ông đi theo người, giúp người, nhưng Ngài vẫn đón nhận những người phụ nữ. Tin mừng cho thấy tình yêu, lòng quả cảm mà các bà dành cho sứ vụ, một tình yêu quá lớn, vượt qua mọi ngăn cách, tình yêu duy nhất vượt qua mọi rào cản. Các bà đã quả cảm và trung thành cho đến cùng. Chúng ta thấy trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu, ai là người theo Chúa đến cùng nếu không phải là mẹ người, là các người phụ nữ và Gioan. Vậy liệu các bà không sợ chết sao? Các bà không sợ bắt bớ hay sao? Không sợ liên lụy hay sao? Thưa, chắc chắn họ sợ, và họ cũng nghĩ đến những điều đó. Vậy tại sao họ cứ trung thành bước đi? Thưa, điều chắc chắn là tình yêu không muốn tách rời của họ dành cho Chúa Giêsu và cho sứ vụ. Và lại sự trung thành ấy còn toát lên vẻ đẹp nhẫn nại, sức chịu đựng bền bỉ của người nữ. Dẫu biết rằng người đàn ông khỏe hơn, nhưng khả năng chịu đựng, nhất là trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thì tình yêu và bản năng người nữ kiên nhẫn và sẽ thắng cuộc. Bởi đó, bất chấp mọi nguy hiểm, họ đã theo Đức Kitô không chỉ khi bình thường thuận lợi, mà chấp nhận chọn lựa đi theo Chúa đến tận chân cây thập giá, để rồi chứng kiến đau khổ và cái chết tất tưởi của Đức Giêsu. Quả thật điều này minh chứng cho là tình yêu mạnh hơn sự chết. Tình yêu bất chấp sợ hãi và vượt qua tất cả để đến cùng của sứ vụ. Các tông đồ là người được Chúa chọn và đi theo Ngài. Nhưng oái oăm thay, khi Ngài phục sinh hiện ra thì lại dành cho một người nữ, đó là bà Maria Magdalena. Lại là người được vinh dự và hạnh phúc loan báo tin mừng phục sinh đầu tiên cho các tông đồ. Tại sao lại là bà, là một người phụ nữ? Chúng ta nói chăng do bà leo teo hay bà hóng, bà cầm đèn chạy trước ô tô? Tất cả những điều đó là phỏng đoán. Nhưng tình yêu bà dành cho Chúa, cho tin mừng là điều không ai có thể phủ nhận được. Tại sao bà dám đi một mình khi trời còn tối? Tại sao dám đi lén một mình để gặp một người đã chết? Nếu không phải do tình yêu, do con tim thôi thúc thì sẽ chẳng thể. Điều này lại một lần nữa nói lên rằng tình yêu mạnh hơn cái chết, và tình yêu vượt mọi chướng ngại, mọi sợ hãi. Việc loan báo tin mừng cũng cần một tình yêu như thế. Thưa quý ông bà, anh chị em, từ cách ứng xử của Đức Giêsu trong bài tin mừng hôm nay chỉ dẫn cho chúng ta một số điều. Tin mừng không chọn lựa đất sống và người gieo vãi. Tin mừng tình yêu là dành cho tất cả mọi người, và mọi người đều có trách nhiệm với tình tin mừng tình yêu. Yêu thương và phục vụ là sứ mạng của tất cả, không loại trừ, cũng không ưu tiên cho một ai. Như vậy, dù tôi có là ai, là thành phần nào, thì tôi không bị loại trừ, không bị tách rời khỏi cộng đoàn dân Chúa, khỏi giáo hội. Tôi được trân trọng và đều có cơ hội phục vụ anh chị em mình. Tình yêu là nòng cốt, là trái tim thúc đẩy sứ vụ của người tông đồ.
Sứ vụ có hoàn thành hay không cũng bởi tình yêu chúng ta dành cho nó có đủ lớn hay không. Tình yêu có thể giết chết, nhưng tình yêu cũng làm cho sống. Tình yêu giết chết khi người ta mù quáng, khi người ta chiếm đoạt một cái gì đó hay một ai đó cho mình khi thi hành sứ vụ. Nhưng tình yêu sẽ làm cho sống, tình yêu có sức bảo vệ và làm cho tinh rồng. Nếu đó là một tình yêu biết mở ra trao ban cho đi đến cùng như Đức Kitô. Trong cánh đồng mọi người đều có thể phục vụ. Mối nguy hiểm trong khi thi hành sứ vụ không hề tại ở họ là người nam hay người nữ, nhưng hề tại ở ý thức chiếm đoạt hay không của người thi hành sứ vụ. Tình yêu thì không bao giờ chiếm đoạt, và tình yêu không bao giờ loại trừ. Lạy Chúa, xin cho con thấy được trách nhiệm của sứ vụ, và xin cho con thấy được sức mạnh của tình yêu, để sứ vụ loan báo tin mừng nhờ tình yêu được tỏa sáng, và tình yêu giúp con không bao giờ dừng lại chiếm hữu, nhưng luôn luôn biết mở ra dấn thân vì tin mừng nước trời. Amen. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất. Chúc tuần Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất. Chúc tuần Chúa đã rộng ban cho chúng con sự này là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của ơn thiêng liêng cho chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta tụng tôn vinh danh Chúa và biểu lễ cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ chúng con dâng tiến để kính nhờ ngày các chứng nhân của Chúa chịu tử hình. Chính của lễ này xưa đã làm cho các thánh Coronio và Cipriano nên can trường trong cơn bất hại. Nay xin cũng làm cho chúng con vững lòng bền chí những khi gặp thử thách gian nan. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy ta ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chưng để tuyên xưng danh Chúa theo gương Đức Kitô, máu các thánh tử đạo đã đổ ra, bày tỏ những việc lạ lùng của Chúa. Qua đó, Chúa thực thi quyền lực của Chúa nơi bản chất mỏng giòn của con người,
củng cố sức lực yếu đuối của họ để làm chứng cho Chúa nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế cùng với đạo binh thiên quốc, chúng con dưới trần gian hằng ca ngợi Chúa và không ngừng tung hô uy lên Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ này để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Nguyên, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giáo Mục Timôthy, Đức Giáo Mục Phụ Tá Đôn-ơ và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa, xin Chúa ban bình an cho cộng đoàn đức tin của chúng con. Và xin Chúa cũng tôn đổ muôn ơn lành xuống trên quý ân nhân những người đã dày công giúp đỡ và cộng tác trong cộng đoàn đức tin này. Xin Chúa cũng nhớ đến tôi tớ Chúa là những người xin chúng con cầu nguyện hôm nay, cùng với lại những người đã an nghỉ trong cộng đoàn đức tin, là những người con mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng,
trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng, lần chưa kêu thế và theo thể thức người dây, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đã thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng kêu đồ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội lỗi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đã thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa, Chúa hàng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa vừa cho chúng con tham dự bí tích thánh thể, xin cũng ban cho chúng con biết noi gương hai thánh Cornelio và Cipriano mà nên mạnh mẽ nhờ sức mạnh của thần khí để làm chứng cho chân lý tin mừng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Cha, cảm ơn quý ông bà, anh chị em. Chúc mọi người một đêm bình an. Thank you.